Gì? Dạ Nguyễn Thị Thị Dung. À, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 21. À, có mấy đứa con? Dạ 2 đứa con. Ừ. Điều trị bệnh lâu chưa? Dạ hồi năm ngoái tới bên đây. Ở nhà đứa 2 tuổi thì ai trông? Dạ bà cố. Bà cố, còn đi nằm viện là phải mang cái đứa 6 tháng tuổi theo. Dạ. Còn đây là mẹ. Dạ mẹ. Mẹ là bị có bị bệnh gì không? Dạ tâm thần. Tâm thần. Dạ. À. Bác sĩ cũng xét cái số tâm thần rồi. Ừ rồi. Dạ. Rồi thì mình có nhận được một ít cái quà tặng từ nhà hảo tâm thì mình có nói gì không? Dạ. Cảm ơn. Giúp đỡ em cảm ơn. Ừ cảm ơn. Rồi dạ. Em có nói gì không? Dạ cảm ơn. Rồi. Hai mẹ dạ. Con cảm ơn. Dạ nói cho bác sĩ giúp con biết ơn. Nhưng mà nhòa thì cũng khổ, đơn chiếc. Mà cho thì mất sớm. Mà bây giờ cho nó ông quả bà quả cũng già. Mà bây giờ thì hoàn cảnh con bé đau thì he đứa con mà bây giờ gửi cho ông cố là một đứa he tuổi mà chưa biết nó. Mà bây giờ bà cố thì bây giờ he đứa không có nổ. Bây giờ em bé này rất là dễ thương phải không? Dạ. Ừ, em bé đây là 6 tháng. Dạ. 6 tháng. Em làm nghề nghiệp gì? Dạ mai. Ngày mai nhà dạ. Đi mai về là chăm cho cả ba người luôn. Dạ. Hai đứa con với mẹ. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, thế thôi hả? Nội dạ. Dung là như thế thôi hả?